Chào mừng các bạn đến với phần 5 của cái hướng dẫn của mình về cái loạt tutorial để làm sao mà custom Vim trở thành một cái editor mà mình có thể sử dụng. Vì là đơn giản các lập trình viên thì có những thói quen dùng những cái IDE rất mạnh, support tận răng. Mình đã dùng hầu như là tất cả những cái IDE đó. Mình cảm thấy thì cái yêu cầu của mình hiện tại thì nó chỉ cần là gọn và nhẹ, và có thể là sử dụng hầu như tất cả những cái tính năng mà những cái IDE mạnh có thể mang lại. Bởi vì máy mình hiện tại thì đang sử dụng cái máy nhé, cấu hình nó khá yếu, hầu như là nó chỉ là những cái tác vụ văn phòng thôi. Máy mình hiện tại ở đây sử dụng là cái máy là Mac 2019, nhưng mà RAM chỉ có 8 GB, và hầu như thì nó không thể bằng những cái con máy trước đây mà mình sử dụng được. Tất nhiên thì mọi người có thể hỏi tại sao mình không nâng cấp. Đây là do là cái tính chất công việc, và cái máy này là cũng là máy của công ty cấp cho, thì hiện tại là mình có một số cái máy cũng bỏ không thôi. Bước vào đây thì mình muốn hướng dẫn các bạn là config, cài cái theme cho cái editor Vim này. Thì hiện tại ở đây mình đang sử dụng là theme OneDuck. Ok, các bạn có thể search trên Google thì ngay ngay các cái công cụ tìm kiếm đầu tiên thì nó sẽ ra là theme OneDuck, OneDuck cho Vim. Hiện tại đây là mình bấm vào đây. Theme OneDuck này thì nó cũng được sử dụng khá phổ biến trên các editor, đặc biệt là nó được cài mặc định cho editor là Atom. Nếu các bạn đã biết thì Atom nó là một cái editor của Adobe phát triển. Đó. Bước vào cái cài đặt thì là mình có những cái bước ở đây, emulation này. Thì cấu hình cho Vim thì mình cũng hầu như mình cũng đọc và cũng có những cái cấu hình cơ bản thôi, không có nhiều để mà có thể giới thiệu. Thì hiện tại đây thì nó cung cấp cho mình là nó cho mình hai cái này, hai cái dòng này mình có thể là add vào cái file .vim.ac. Thì theo như mình cấu hình thì là mình sẽ cài đặt là mình paste cái dòng những cái dòng này cái file trong thư mục .config. Đây .config thì đây vim.config.nanvim.init.vim. Thì ở đây thì mình đã cài sẵn rồi, các bạn có thể tham khảo. Thì đây thì là OneDuck. Thì ở đây thì là mình đã paste hai cái dòng mà mình đã cài đặt ở đây vào vào cái chỗ phần ở trên, bắt đầu từ cái câu plug.begin này. Thì nó ở đây thì nó sẽ load những cái config từ cái thư mục .vim và plugin kia. Đó, như các bạn thấy ở đây mình có thể là bôi màu màu như này. Thì đây nó đang cấu hình ở đây. Thì là sau khi bạn bạn paste hai dòng này, bạn sẽ kéo xuống cuối cùng, và đây là mình sẽ là paste cái dòng color stream sau cái dòng plug thăng n này. Thì là ở đây color stream mình sẽ để là one dark. Thì là khi bạn thoát ra, bạn bấm bạn đi phim này, bạn sẽ có plug install. Thì ở đây nó sẽ là cài đặt lại cho bạn. Ở đây mình đã cài rồi thì nó cài đặt là OneDuck.vim, nó sẽ tự động là install cái OneDuck.vim này cho các bạn. Đây mình sẽ vào ở những cái thư mục mình hay làm việc. Vim download này. Download này.
Ok, ở đây thì là mình có thêm một cái MVC. Ok. Đây thì mình thoát ra đã. CD Dragos Chain Me. Furniture. Ở đây là một cái dự án về Node.js. Thì mình không quá quan tâm lắm, nhưng mà hiện tại thì là mình sẽ bật một cái file cho bạn có thể thấy. Ok. Hiện tại thì mình đã cấu hình hoàn chỉnh cái theme OneDrag này. Các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp. Thì ở đây mình có thể là gõ một vài dòng đi chẳng. Const này, constant s thì ở đây là nó các bạn có thể thấy là nó đã highlight những cái biến hoặc là những cái gì đấy mà mình đã ghi dựa theo cái ngôn ngữ của nó. Ok, tiếp sang phần tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cài đặt một cái nó gọi là cao cấp hơn, nó gọi là Cork. Cork ở đây thì nó có thể làm rất nhiều thứ. Cork extension. Ở đây Cork bạn có thể hiểu là nó là một cái engine rất thông minh. Theo như dòng giới thiệu ở đây là nó sẽ là nó dạng như là một cái tool, nó gọi là một cái rất là hỗ trợ. Nó có một cái hỗ trợ cho bạn khi mà bạn viết code. Nó có hỗ trợ đến thậm chí đến từng ngôn ngữ cơ. Đó. Ở đây thì các bạn có thể cài nó với cái dòng lệnh này. Đó. Và thêm những cái dòng này vào file .vim.ac. Ở đây thì mình sẽ kiểm tra xem cái file .vim.ac của mình đã có cái cấu hình của ấy chưa. Tại thì là hoàn toàn là trắng trắng trơn thôi. Thì theo mình có thể nhìn nhận thì ở đây là cái này thì chắc chắn là mình cài rồi. Có thể là mình cài lại như này. Ok. Đây là nó yêu cầu cài cái phiên bản nốt là thứ 12, version 12. Thì ok thôi. Tức là ở đây là nó mình ok, đây là gọi là trong cái quá trình mình cài lại cái phiên bản nốt này. Rồi, đã cài xong. Ở đây nó có một cái số cấu hình như này. Thì mình sẽ cài cho các bạn thấy, mình sẽ là bôi đen và copy vim.init, mình sẽ cd ra cái bên ngoài vim.config.nvim.init. Ok, search xem có đã được cài đặt chưa. Hiện tại thì nó chưa được cài đặt, mình sẽ paste vào đây. Ồ, không phải thì paste đó. Cái này là mình đã add có ở đây rồi. Mình sẽ tách biệt để cho mình dễ nhìn thấy rằng ở đây là mình đã tải có và mình sẽ install nó bằng cái câu lệnh ở ngoài này, có install này, có gì xong. Tức là mình ở đây hiện tại là mình chưa có thì mình sẽ plug install nó trước để nó có thể là nhúng vào cái engine của Vim. Install. Đây nó chưa nhận vì là mình
Mình mới chỉ như này thôi, mình sẽ là WQ 2.WQ để mình thoát ra, để cho là cái file cấu hình này nó sẽ là nhận những cái page của mình, những cái plugin này. Ghi lại thôi, thì mình sẽ ở đây plug install. Ở đây nó sẽ bắt đầu cài là cái cock npm đó, rất là mạnh mẽ. Cock npm này nó, nếu mà nó không có những cái extension của cock thì hầu như nó cũng không có gì quá đặc biệt. Ở đây nó có cái file cấu hình như này, các bạn có thể tham khảo cái gì các bạn cần và cái gì bạn không cần. Thì hiện tại thì theo mình có thể thấy thì là nó hỗ trợ cho bạn một cái số là những cái cấu hình cơ bản để bạn có thể sử dụng, ví dụ như là Go to Code Navigation này. Thì mình sẽ thử copy cái đoạn này vào cái cấu hình của nó thôi. Thì là mình cấu hình thì đơn giản, in chấm config cấu hình thì các bạn có thể tham khảo cái này của mình đó. Ok đó, rồi mình sẽ chỉ cho các bạn thấy là cái code này nó sẽ có những cái chức năng như nào với cái bốn dòng lệnh này. Ok, thì ở đây thì là mình, để tránh tốn thời gian cho cá nhân mình, thế thôi, là mình sẽ là sử dụng cái config mà mình đã được đã được cấu hình trước đó. Vì là cái này nó cũng phải hơi tốn thời gian cho cái việc cấu hình. Ok, mình sẽ làm VS. Số là cái liên quan có, đây là mình cài đặt là cái extension chung là cũng hơi là một. Hiện tại thì hiện tại là mình sẽ copy đến đây đi, mình sẽ sang này càng chấm về kép chọn về kép, thì là mình sẽ paste sau cái copy sau đó đó thì mình sẽ cài chuẩn về cái và quyết cái này đi. Mình sẽ ghi là plug install để cho nó cài đặt hoàn toàn là có pin đi. Ok, đã cài đặt các có pin.
Và các bạn có thể thấy ở đây là trong các extension này, nó cũng đang trong chế độ cài đặt. Các bạn có thể thấy các extension của Vim thì nó sẽ được hướng dẫn ở đây. Con là mình có thể search có x tension v. Luật cài đặt của nó thì nó cũng khá là đơn giản. Các bạn có thể là như cái cấu hình ở đây của mình thì là mình sẽ cho vào cái global này thôi. Bây giờ mình giới thiệu cho các bạn xem là có thể làm được những điều gì. Chê okay. Ok, đây thì mình sẽ bật một file đi. Social không. Social functional. Không có cái gì cả. Functional. Đây thì có một cái ví dụ như là các bạn biết là cái class là cái function này. Class kia thì mình sẽ là muốn đến cái function đó thì mình sẽ có thể làm những cái thao tác GD đó, nó sẽ cho đến giống như kiểu go to definition, tức là đến cái function đó và control GD nó là đi đến và control O thì nó quay ngược lại cái nơi mà mình bắt đầu. Đó, mình cũng như thao tác vừa rồi thì mình có thể GD ở đây. Nhưng mà nó không nhận ra. Ok. Đôi lúc là nó cũng có những cái nó cũng không làm được. GD. Đấy, message mình sẽ cho đến message đây. Các bạn có thể nhìn thấy. Nó cũng rất là nó có những cái mà thực sự là mình cũng khá là tiện. Trước đây mình có thể dùng control click của các IDE thì nó đến những cái đấy. Và bây giờ thì mình có thể dùng một số cái tab mà nó cũng có thể là thật sự là rất hiệu quả. Đi go definition not found. Các bạn có thể tham khảo một số phím tắt của cái thằng Coq này ở đây. Đây tức là mình có thể là đang sử dụng cái chỗ phần này GD. Các bạn có thể tham khảo là GD GI dài này, Coq type definition, Coq expression, GR, Coq referencing. Mình có thể là GI dài này. Nó vẫn trỏ đi. Ok, làm cho nó quay ngược lại. Xem nào. GI ngắn xem. GI ngắn. Impression not found. GI ngắn. Nó vẫn trỏ vào. Ok. GR xem nào. Ok, đây là nó trỏ vào cái file mà mình sẽ là khởi nguồn từ cái mình lôi ra. Đó, nó sẽ giải thích cho bạn. Rất là tiện lợi. Thấy chưa? Sức mạnh của Vim đó là ở chỗ. Về cài đặt cái Coq extension thì extension ở đây thì cũng không có gì. Nếu mà bạn muốn cài đặt thì ví dụ ở đây có gì sông đó, có gì sông mình có thể là vào cái quyết đi gì tìm trong con
đi. Thì ở đây là mình có sẽ là cho các bạn là cái config này ở dưới, thì các bạn có thể là copy và bạn thêm vào đây. Như mình thấy đây thì là mình đã đang để những cái cái extension là nó ở đây. Để mình tìm xem có cóc gì xong. Cóc chưa gì xong. Ở đây. Thì hiện tại thì cóc gì xong ở đây thì mình sẽ cài đặt, mình chỉ cần thêm vào đây và mình sẽ sử dụng cái cóc cóc đây thì nó rất nhiều lệnh. Cóc command này, cóc config. Nhưng mà nếu mà mình muốn cài đặt thì mình sẽ sử dụng cóc install. Có update đi. Ở đây có update, tức là ở đây nó mới bắt đầu tải những cái extension mới nhất về hiện tại. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn này thôi. Thì những cái extension đây thì nó sẽ phục vụ cho những cái ngôn ngữ hoặc là những cái gì đó mà bạn đang sử dụng. Mình có thể giới thiệu đây thì nó giống như là kiểu là ví dụ cóc này, mình hay sử dụng tab nine này. Hiện tại cái cóc tab nine này thì nó đang đang là được hỗ trợ bởi một cái AI. Khi bạn là bạn 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 gõ một cái gì đấy, bạn như gõ bạn gõ đây, mình sẽ show cho bạn. Còn một số ví dụ là cóc Svelte này, có to-do list này, có PS server này. Có PS server thì nó là sử dụng TypeScript. Có Virtual này thì bạn nếu mà bạn sử dụng Vue.js thì nó sẽ socket xuyên cho bạn. Có XML cũng thế. Đây thì cũng có là MS, Ok, và có Explorer. Có Explorer nó có tương tự như kiểu Node.js. Bạn có thể search và sử dụng. Đơn giản nó cũng hỗ trợ cho là code Python, ok, để hỗ trợ cho như việc viết code Python. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về code tab 9 mà mình nói ban đầu. AI nó ứng dụng ở cái chỗ là sử dụng nó cũng có khả năng là trong tương lai mình sẽ mất việc vì nó. Bạn có thể nhìn thấy ví dụ như là cái suggestion của nó là TN này, chính xác là nó là tab này đang socket cho bạn. Tức là đây là con AI nó sẽ đọc từ các thói quen của những lập trình viên để socket ra một cái gì mà bạn đang muốn viết. Còn những cái khác thì là nó do ngôn ngữ hoặc là do một số những cái extension khác nó đang hỗ trợ. Ví dụ ở đây là mình có ví dụ net net raw raw s bằng present chấm map. Ok. Nó có thật sự là đầy đủ. Ok, o.rest này, o.render, o.app. Tức là đây chủ yếu là TSC thì nó là đang là của một cái extension gì đó của Cop, nó đang socket bạn thôi. Hôm nay tutorial đến đây là chấm dứt này, rất mong các bạn có thể theo dõi những cái tutorial.
có điều tiếp theo. Thực ra hầu như là những cái phần mà mình giới thiệu cho đến đây là bạn có thể coi là phim đã gọi là tương đối với mức đầy đủ để có thể bắt đầu một công việc. Hiện tại mình đang sử dụng phim ở mức 40-50%. Xen kế đó thì mình chỉ có sử dụng tay Supplantech thôi. Còn một số những cái như kiểu là Intel C hay là Webstorm hoặc là PHPStorm thì hiện tại thì sử dụng nó mình cảm thấy nó rất là trì trệ, nếu mà cái lượng RAM rơi vào 8 GB đó. Thậm chí là sử dụng VS Code nó cũng rất ì ạch, vì là lý do là khi bạn chạy những cái dự án client thì nó rebuild, tức là nó có thể là nó do cái nốt mon hoặc là do cơ chế của webpack mà nó sẽ rebuild liên tục nếu mà code bạn thay đổi, cho nên mình cảm thấy nó rất là trì trệ luôn. Nhưng mà khi mà mình sử dụng Sanam Tech và mình tắt cái chế độ index file hoặc là sử dụng Vim thì là mình hoàn toàn là mình cảm thấy thoải mái khi làm việc đó. Đây có thể là một lựa chọn trong tương lai của bạn nếu mà bạn cảm thấy thoải mái với việc này. Xin chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.